thoại thiêng thay đệ tam châu, thoại phủ thiêng thay hành vân gia phú làm dày gió bừng thành gia quang hồi cung an thái xá danh quý hương, có châu đệ tứ đức dạch roi truyền thành gia quang hồi cung sông hóa quê nhà suối lân đi sông hóa quê nhà thành gia quang hồi cung châu lục cung nương sắc phong châu lục cung nương bốn dòng trần thì sinh trên thượng ngàn hữu lũng giang là nơi cát biển chín tư ngàn tổ khí là nơi chúa tiền vâng lệnh vâng lời trần gian bao bọc trần thì lưỡng tấm đồng bào thai tháng năm giờ tí mộng mười lòng từ ý
chặt chân chân leo vách nơi rực chặt chân chân leo vách nơi đêm nhanh chân đi nhanh chân trăm hoa công ty đón chào để trăm hoa công ty đón chào khi mà đang tiên nữ anh hoa trong rừng sâu khi mà đang tiên nữ anh hoa đẹp thì đôi núi bao xa bên trên ngàn đi hái trăm hoa hái hoa đẹp về đến đây biết bao nhiêu thanh đồng chờ mong ban khen biết bao thanh đồng chờ mong ban khen thương ai tiếp lộc cho ban tài ban danh ban diện những người hữu duyên ngày hôm nay loan giá bàn đền điều lành điều dư phán cùng người nhận ra thương nghĩ ai tài lộc như chầu ban ý à. Trên công đầu rực rỡ sắc hoa khoe màu tương tương bay là nơi như gió vờn mây trong khúc nhạc vui chúng con dâng lời ca châu xinh như hoa đẹp như tiên giáng sinh yêu kiều giáng sinh yêu kiều đôi môi em cười làm đất hơi trần gian phúc đồng xa mong ngân đời vui chúng con dâng lời ca buồn dân lâu ca buồn nhà bừng vui bắc trung nam xuống vầy bắc trung nam xuống vầy long vẫn mong đón trầu về đến đây trầu về đến đây bán phúc lộc xa ấm no cho mọi bên kia là bản thí lạng sơn bên này đến châu lục khói hương ngàn cao ngôi đền thờ trên đỉnh non cao ý trăm hoa khoe sắc ngàn nào mùi hương như sớm chiều khói tỏa mây buông thanh xa hồi cung